Thưa quý vị, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành, quận, huyện để tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và các thành viên trong Ban chỉ đạo. Theo báo cáo tại cuộc họp, các điểm nóng phát sinh ca mắc mới COVID-19 vẫn tập trung tại các chuỗi lây nhiễm của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp và tại chợ Cồn. Trong số 525 ca có khả năng lây lan cho cộng đồng, quận Sơn Trà vẫn nhiều nhất với 110 ca, tiếp theo là Thanh Khê 101 ca và Liên Chiểu 93 ca. CDC thành phố cho biết hiện giờ vẫn chưa đủ cơ sở để xác định đỉnh dịch, đề nghị các đơn vị y tế cơ sở giảm tần suất gửi mẫu PCR bằng cách tăng cường chẩn đoán F0 bằng test nhanh. Những ý kiến tại cuộc họp đề xuất các địa phương chủ động phân tích và đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn sát với tình hình thực tế, xem xét lại việc áp dụng các biện pháp hành chính trong các khu vực nguy cơ cao. Tình hình dịch từ nay cho đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp hơn nữa. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý các đơn vị địa phương về tình hình dịch hiện nay, nhất là về số ca trở nặng đang điều trị. Đề nghị mọi cấp ngành phải nêu cao cảnh giác bằng mọi cách, từ nay đến cuối năm phải kiềm chế số ca mắc mới, yêu cầu các địa phương phải đánh giá thật đúng và chính xác cấp độ dịch và triển khai chặt chẽ các biện pháp hành chính theo quy định của thành phố. Với các điểm nóng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị là các địa phương, là các anh chị cũng phải thực hiện nghiêm túc và với một cái tinh thần là chúng ta kiềm chế mức độ gia tăng số ca của thành phố Đà Nẵng. Mặc dù là chúng ta thực hiện 128, mặc dù là chúng ta thích ứng an toàn, nhưng trong tình huống với cái số ca mà tăng nhiều thì nó sẽ quá tải. Một trong những cái nhiệm vụ là quá tải với hệ thống y tế thì chúng ta sẽ rất là khó. Trừ những trường hợp bệnh nặng, nguy cơ cao, đủ điều kiện điều trị tập trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tất cả trường hợp còn lại phải điều trị tại nhà, kích hoạt hệ thống điều trị tự trả phí, bệnh viện dã chiến để giảm áp lực cho hệ thống y tế. Đề nghị bổ sung trang thiết bị y tế đầy đủ cho điều trị F0 tại nhà, đảm bảo điều kiện tối thiểu để cấp cứu cho người bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương tăng cường chẩn đoán F0 bằng test nhanh, yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, đảm bảo người dân đón Tết an toàn.